Nói chuyện cùng sống, tập 1, chương 86. Thấy cái giả dối như cái giả dối. Một buổi chiều đẹp, bầu trời đang lóe lên đỏ rực đằng sau những cánh đồng lúa và những cây dừa mảnh khảnh cao vút đang đông đưa trong cơn gió nhẹ. Chiếc xe buýt chất đầy người đang tạo ra nhiều ồn ào khi nó ì ạch leo lên quả đồi nhỏ và con sông cuốn quanh quả đồi đang tìm đường ra biển. Gia súc mập mạp, cây cối dày đặc và những bông hoa quá dư thừa. Những cậu bé phúng phính đang nô đùa trong một cánh đồng và những cô gái nhỏ nhắn đang đứng nhìn bằng hai mắt kinh ngạc. Có một ngôi đền nhỏ gần bên và một người nào đó đang thắp sáng ngọn đèn trước bức ảnh. Trong một căn nhà cô đơn, những lời cầu nguyện buổi tối đang được cất lên và căn phòng được thắp sáng bởi một ngọn đèn không sáng quá. Toàn gia đình đã tụ họp ở đó và tất cả họ đang dường như đang tận hưởng những lời cầu nguyện của họ. Một con chó ngủ say giữa đường và một người đạp xe quanh nó. Lúc này trời đang tối dần và những con đom đóm chiếu sáng những khuôn mặt mọi người đang yên lặng đi qua. Một con đom đóm bị vướng vào mái tóc của một người phụ nữ, sáng tạo một ánh sáng dịu dịu cho cái đầu của cô ấy. Chúng ta tử tế một cách tự nhiên làm sao, đặc biệt khi ra khỏi những thành phố, ở trong những cánh đồng và những ngôi làng nhỏ. Sự sống thân mật nhiều hơn giữa những con người ít được giáo dục hơn, nơi sự hừng hực của tham vọng vẫn chưa bị tàn phá lan tràn. Cậu bé mỉm cười với bạn, người phụ nữ lớn tuổi thắc mắc, người đàn ông ngập ngừng rồi đi qua. Một nhóm người bỗng nhiên ngắt ngang cuộc nói chuyện lớn. Và quay lại nhìn bằng sự hứng thú kinh ngạc. Và một người phụ nữ đang chờ bạn đi qua cô ấy. Chúng ta biết quá ít về chính chúng ta. Chúng ta biết nhưng chúng ta không hiểu rõ. Chúng ta biết nhưng chúng ta không hiệp thông cùng người khác. Chúng ta không biết gì về chính chúng ta. Và làm thế nào chúng ta có thể biết về một người khác? Chúng ta không bao giờ có thể biết về một người khác. Chúng ta chỉ có thể hiệp thông cùng một người khác. Chúng ta có thể biết những thứ chết rồi, nhưng không bao giờ những thứ đang sống. Điều gì chúng ta biết là quá khứ chết rồi, không phải cái đang sống. Muốn nhận biết cái đang sống thì chúng ta phải chôn cất đi cái chết rồi trong chính chúng ta. Chúng ta biết những cái tên của những cái cây, của những con chim, của những cửa hàng, nhưng chúng ta biết gì về chính chúng ta ngoại trừ những từ ngữ hay những ham muốn nào đó? Chúng ta có thông tin, những kết luận về quá nhiều sự việc, nhưng không có hạnh phúc, không có hòa bình, mà không là trì trệ. Những sống của chúng ta đều đờ đẫn và trống rỗng, và thế là đầy nghẹt những từ ngữ và những hoạt động, đến độ nó làm đuôi mù chúng ta. Hiểu biết không là thông minh, và nếu không có thông minh thì không có hòa bình, không có hạnh phúc. Ông ấy là một người trẻ tuổi, một giáo sư thuộc loại nào đó, bất mãn, lo âu và bị chất nặng bởi những trách nhiệm. Ông ấy bắt đầu kể lể về những phiền muộn của ông ấy, số mạng thảm não của con người. Ông ấy được giáo dục tốt, ông ấy nói, mà hầu hết đều là một vấn đề của biết làm thế nào để đọc và thu lượm thông tin từ những quyển sách. Ông ấy nói rằng ông ấy đã đến lắng nghe vô số nói chuyện có thể được. Và ông ấy tiếp tục giải thích rằng, trong nhiều năm, ông ấy đã cố gắng bỏ hút thuốc lá, nhưng không bao giờ có thể từ bỏ được nó hoàn toàn. Ông ấy muốn từ bỏ nó vì nó đắt tiền cũng như ngu xuẩn. Ông ấy đã làm mọi thứ để có thể ngừng hút thuốc lá, nhưng luôn luôn phải quay lại với nó. Đây là một trong những vấn đề của ông ấy, trong số những vấn đề khác.
Ông ấy rất mãnh liệt, căng thẳng và ốm yếu. Liệu chúng ta hiểu rõ bất kỳ việc gì nếu chúng ta chỉ trích nó? Chấm hỏi. Xua đuổi nó đi hay chấp nhận nó là điều dễ dàng. Nhưng chính chỉ trích hay chấp nhận là một lẩn tránh khỏi vấn đề. Chỉ trích một đứa trẻ là xua đuổi cậu ấy ra xa bạn để không bị quấy rầy. Nhưng đứa trẻ vẫn còn đó. Chỉ trích là không quan tâm, không chú ý. Và không thể có đang hiểu rõ qua sự chỉ trích. Người hỏi, tôi đã chỉ trích chính tôi về việc hút thuốc lá, lặp đi và lặp lại. Thật khó khăn khi không chỉ trích. Tiếp ra một tiếng, vâng, thật khó khăn khi không chỉ trích. Bởi vì tình trạng bị quy định của chúng ta được đặt nền tảng trên sự phủ nhận, sự bào chữa, sự so sánh và sự cam chịu. Đây là nền quá khứ của chúng ta, tình trạng bị quy định mà chúng ta tiếp cận với mọi vấn đề. Chính tình trạng bị quy định này nuôi dưỡng vấn đề. Vậy, xung đột đó. Chính tình trạng bị quy định này nuôi dưỡng vấn đề đó, xung đột đó. Bạn đã cố gắng lý luận để thoát khỏi hút thuốc lá, đúng chứ? Khi bạn nói nó là ngu xuẩn, khi bạn nói nó là xuẩn ngốc, bạn đã suy nghĩ về nó và đến kết luận rằng nó là xuẩn ngốc. Và tuy nhiên, sự lý luận đó đã không khiến cho bạn từ bỏ nó. Và tuy nhiên, sự lý luận đó đã không khiến cho bạn từ bỏ được nó. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể được tự do khỏi một vấn đề bằng cách biết nguyên nhân của nó. Nhưng biết chỉ là thông tin, một kết luận bằng từ ngữ. Hiểu biết này chắc chắn ngăn cản đang hiểu rõ về vấn đề. Biết nguyên nhân của một vấn đề và đang hiểu rõ về vấn đề là hai sự việc hoàn toàn khác nhau. Người hỏi, nhưng làm thế nào người ta có thể kết thúc một vấn đề? Tiếp theo một tí, đó là điều gì chúng ta sẽ làm? Khi chúng ta khám phá sự tiếp cận giả dối là gì, thì chúng ta sẽ nhận biết được sự tiếp cận duy nhất. Khi chúng ta khám phá sự tiếp cận giả dối là gì, thì chúng ta sẽ nhận biết được sự tiếp cận duy nhất. Đang hiểu rõ về cái giả dối là khám phá về sự thật. Đang hiểu rõ về cái giả dối là khám phá về sự thật. Gian nan lắm để thấy cái giả dối như cái giả dối. Chúng ta nhìn ngắm cái giả dối qua sự so sánh, qua sự đo lường của suy nghĩ. Và liệu cái giả dối có thể được thấy như cái giả dối qua bất kỳ quy trình suy nghĩ nào? Chấm hỏi. Chúng ta nhìn ngắm cái giả dối qua sự so sánh, qua sự đo lường của suy nghĩ. Và liệu cái giả dối có thể được thấy như cái giả dối qua bất kỳ quy trình suy nghĩ nào hay không? Liệu chính suy nghĩ không bị quy định và vì vậy là giả dối hay sao? Người hỏi, làm thế nào chúng ta có thể biết cái giả dối như cái giả dối mà không có quy trình của suy nghĩ? Đây là toàn vấn đề của chúng ta, đúng chứ? Khi chúng ta sử dụng suy nghĩ để giải quyết một vấn đề, thì chắc chắn chúng ta sử dụng một dụng cụ không thỏa đáng, bởi vì chính suy nghĩ là một sản phẩm của quá khứ, của trải nghiệm. Trải nghiệm thì luôn luôn trong quá khứ. Muốn thấy cái giả dối như cái giả dối, thì suy nghĩ phải nhận biết được chính nó như một quy trình chết rồi. Suy nghĩ không bao giờ có thể được tự do, và phải có tự do để khám phá, tự do khỏi suy nghĩ. Người hỏi, tôi hoàn toàn không thấy điều gì ông có ý. Trích ra một tí. Một trong những vấn đề của bạn là hút thuốc lá. Bạn đã tiếp cận nó bằng sự chỉ trích hay bạn đã cố gắng lý luận nó? Sự tiếp cận này là giả dối. Làm thế nào bạn khám phá được rằng nó giả dối?
chắc chắn không phải qua suy nghĩ, nhưng bằng cách nhận biết thụ động được cách bạn tiếp cận vấn đề như thế nào. Nhận biết thụ động không đòi hỏi suy nghĩ. Nhận biết thụ động không đòi hỏi suy nghĩ. Trái lại, nếu suy nghĩ đang vận hành thì không thể có thụ động. Nhận biết thụ động không đòi hỏi suy nghĩ. Trái lại, nếu suy nghĩ đang vận hành thì không thể có thụ động. Suy nghĩ vận hành chỉ để chỉ trích hay bênh vực, so sánh hay chấp nhận. Nếu có một nhận biết thụ động được quy trình này, nếu có một nhận biết thụ động được quy trình này, vậy thì nó được nhận biết như nó là gì? Người hỏi, vâng, tôi thấy điều đó. Nhưng làm thế nào ứng dụng điều này vào việc hút thuốc lá của tôi? Thế sao một tí? Chúng ta hãy thử nghiệm cùng nhau để tìm ra liệu người ta có thể tiếp cận vấn đề hút thuốc lá mà không chỉ trích, so sánh và vân vân. Liệu chúng ta có thể nhìn vào vấn đề mới mẻ lại mà không có quá khứ đang tỏa bóng lên nó, được không? Thật khó khăn vô cùng để nhìn ngắm nó mà không có bất kỳ phản ứng nào, đúng chứ? Dường như chúng ta không thể nhận biết được nó một cách thụ động, luôn luôn có một loại phản ứng nào đó từ quá khứ. Dường như chúng ta không thể nhận biết được nó một cách thụ động, mà luôn luôn có một loại phản ứng nào đó từ quá khứ. Lý thú vô cùng khi thấy nguyên nhân tại sao chúng ta không thể quan sát vấn đề như nó, như thể nó mới mẻ. Lý thú vô cùng khi thấy nguyên nhân tại sao chúng ta không thể quan sát vấn đề như thể nó mới mẻ. Chúng ta mang theo cùng chúng ta tất cả những nỗ lực, những kết luận, những ý định quá khứ của chúng ta. Chúng ta không thể nhìn ngắm vấn đề ngoại trừ qua những bức màn này. Không vấn đề nào là luôn luôn cũ kỹ, nhưng chúng ta tiếp cận nó bằng những công thức cũ kỹ mà ngăn cản đang hiểu rõ của chúng ta về nó. Hãy nhìn ngắm thụ động về những phản ứng này. Chỉ nhận biết thụ động được chúng, thấy rằng chúng không thể giải quyết được vấn đề. Vấn đề là thực sự, nó là một thực tế, nhưng sự tiếp cận hoàn toàn không trọn vẹn. Phản ứng không trọn vẹn đến cái gì? Là nuôi dưỡng xung đột, và xung đột là vấn đề. Nếu có một đang hiểu rõ về toàn quy trình này, vậy thì bạn sẽ phát giác rằng bạn sẽ hành động tổng thể về việc hút thuốc lá. Tạm dừng, trang 393.